TV thì hôm nay đi qua đường Hưng Phụ quận 8 này. Ngay ở cái số 77 phường 9 quận 8 thì có một cái món ăn rất là đặc biệt, đó là cái món chuối ngao đường. Một cái món ăn nó trước đây ở Sài Gòn thì rất là nhiều nhưng mà nay thì gần như là tuyệt chủng và mất tích. Thì hiện tại thì có một cái gì này bán chuối này, chuối ngao đường 10.000. Đây. Thì đây là một cái món ăn rất là đặc biệt cho mọi người. Mình lâu nay cũng cố ý tìm nhưng mà không có thấy. Đây, đường ngao đường đây mọi người, rất là mềm. Để hỏi xem cái cách thức chế biến món này như nào nha. Rất là thơm mùi chuối. Đường Hưng Phụ quận 8 mọi người, phường 9 nha. Để hỏi cô một chút xíu, cô tới cô có giống cô sao, tức là mình phải đào nó thường xuyên à? Tức là cái món này nó chế biến như nào hả cô ha? Dạ nói cũng khó nói quá, kỹ thì cũng. Dạ không, cô có nói sơ qua thôi ạ. Thì làm đường cắt vàng đó không, tự làm thì tôi lên lỗ công rồi làm lại một lần thứ hai nữa, bỏ đường vô xong rồi đem ra bán, bỏ màu làm cắt vàng nó lên màu, tức là tự lên màu đúng không ạ? Tự cái chuối này là chuối gì hả cô ha? Chuối sứ. Chuối sứ, gọi là chuối sứ hả? Chuối sứ Bến Tre. Đây nha mọi người, tức là mình cùng làm nhỏ giống như làm mứt hết đúng không? Đúng rồi. Thì cái chuối này mình sơ chế như thế nào rồi mình mới bỏ vào đường hả cô? Luộc xong rồi một cái giờ sau bỏ đường vô, bỏ chuối vô cho nó kẹo, từ từ kẹo rồi đem ra bán luôn. À, chuối này phải luộc trước đó. Dạ. Mình chế biến một bè chuối này thì mình tốn bao nhiêu thời gian ạ? 2 tiếng mới được. Một hộp 5 trái rồi. À, như thế quá rẻ ha. Quá rẻ bán. À. Món này bữa nay là nhiều người bán muốn ít lắm. Tại sao phải cực lắm? Tại làm cực lắm, làm mới bán được, chứ bán rồi lần hoàng với chuối nó cái mềm xèo không có ngon. À, vậy tức là khó có chế biến. Dạ. Cũng chỉ người ta làm mấy người mà ta làm không được. Dạ, thì cái này mình chú ý cái công đoạn nào có ha? Thì mua hộp đường thôi. Rồi mới chỉ lộn ra chứ đâu có lộn chín được. À. Mình học cây chuối này, mình học cái cách chế biến là ở đâu hả cô? Ở dưới, không biết đó, bà già bà chỉ, má chỉ chứ đâu. À, má chỉ, dạ, dạ. Đấy. Kéo tay quá ta. Để lửa vậy, nóng nóng hoài, cái chuối nó dẻo hơn, nó nóng nóng nữa. À, tức là mình phải luôn luôn đỏ lửa vậy hả? À, đỏ lửa riêu riêu hoài. Dạ. Yeah. Trộn hoài, chứ không trộn nó khét. À, hay quá ha. Mình ngoài đường và chuối, mình có bỏ thêm cái gia vị gì không? Bỏ mè. À, có bỏ mè nữa ha. Dạ, yeah, có bỏ thêm mè đi mọi người. Một ngày cô bán được khoảng bao nhiêu ạ? Mua bỏ vô đại chảo chứ không biết nhiêu người bán ngày chứ mình được 2 chảo, 3 chảo rồi đó. À, 2-3 chảo ạ. Dạ. Cô mình là bán từ mấy giờ đến mấy giờ ha? 9 giờ dọn ra, chút giờ này hết rồi, gần hết rồi. Ồ. Bán cùng nhanh đúng không cô? Ta nãy rồi mua 5 hộp, 3 hộp vậy đó. À. Cái này thôi. Cái này gì giống như cái gì ở bên Trung Quốc á, giống kèo hồ lô đúng không? À, giống cái kèo hồ lô bên Trung Quốc á. Kèo hồ lô nó cũng giống vậy, nó cũng là chế biến nhưng mà cái đường nó để nguội và cái vỏ nó cứng hơn. À, nó gọi cứng, phải nóng nóng cho nó dẻo chút chút. Dạ, dạ. À cô, tức là con quên hỏi cô tên gì cô ha? À, cô bé ba. Dạ. Cô bé ba. Cô bé ba. À. 59 rồi. Ồ, 60 tuổi rồi nha mọi người. Đây cô mình bán cái này là cũng mới đấy thôi đúng không ạ? Năm rồi. À, bán 1 năm. Thì bán một địa chỉ này thôi đúng không ạ? À. Thì bán duy nhất ở đây thôi. À, dạ. Yeah.
phố chỉ bán duy nhất ở một địa điểm này thôi nha mọi người. Ai đi qua mà tìm kiếm thì hãy đi lên đường Hưng Phú. Đến cái số 2797. À 2797 là có cô bán đúng không? Đúng. Yeah. Nhìn nó rất là vàng, rất là thơm nha. Cực kỳ thơm luôn. Mùi có nào phải đặng tắt vô nữa chứ mới ngon. Là sao quá ha? Tắt vô đường, nó kẹo đường mới ngon. Cái bình thường nó tắt vô ngon. À, tức là trái trái tắc hả cô? Đúng rồi, nó thơm à, dâu quá, dạ. Dâu quá. Dạ. À, cũng có cái kỹ năng chế biến riêng là mới nó mới ngon được. Đúng rồi. Tắt đường tắt không? Dạ. Chút xíu hết trời, còn như đây á. Cô bây giờ nhà cô ở đâu ạ? Trong hẻm à. Cũng gần. Dạ. Dạ. Hôm nay mình buổi sáng mình chế biến rồi trưa mang đây. Bán. À. Dạ. Xong bán khoảng tầm mà đến 1 2 giờ sau thì là đã xong rồi. Rồi, chút quá trời lại con hơi nữa. Dạ. Món ăn rất là đặc biệt. Ngoài cái tên chuối ngào đường thì nó còn có cái tên nào nữa không cô ha? Không, à chỉ có duy nhất một tên nào thôi ha. Người ta nếu mà bán là bỏ màu là sao quá ha? Bỏ màu nó không ngon. À, bỏ màu vào là nó không ngon. Dạ. Yeah. Gần tiệm chuối ngào đường này còn có một cái tiệm bún phở gì đây. Rất là cũng nhỏ mọi người. Cô làm cho con một hộp đi cô. Đây, cô sẽ chuẩn bị cho mình một hộp nha mọi người. Wow, cái này là cái gì hả cô? Cái này là nước cốt chuối á, với tắc rồi á. Cái này mới ngon. À, cái này mới ngon ha. Rồi, con cảm ơn cô. Cô có để trên bàn cho con một chút ăn ở đây luôn. Cái bàn này này. Ngồi đây ăn được không ạ? Rồi, ngồi đó. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. À, ngon quá trời luôn mọi người ơi. Nhìn rắc cái hạt mài lên nhìn rất là hấp dẫn. Cô ơi, mình có biết cái món này không cô ha? À, món này món dân dã mà bé. Ngày xưa cô hay ăn không ạ? À, đúng rồi. Một cái chén vậy con. Ủa chứ mày ạ? Mì thôi. Mì cũng ơi. Có một hộp à. Này, bỏ. Chỗ này vừa mới tới mua này mọi người. Chú ơi, chú cho hỏi thăm mà tí mình ăn cái món này lâu cho chú ha? Lâu rồi hả? Mà bữa nay hình như người ta bán không nhiều nữa đúng không? Không. Chú, ngoài cái địa điểm này thì chú còn biết là địa điểm nào bán nữa không ạ? Có này điểm này độc quyền à? À chỉ có duy nhất một điểm đấy thôi ạ. Độc quyền. Yeah. Món này ăn quen rồi, nhà nào cũng qua ghé ăn. À. Chú này nghe. Dạ dạ. Dạ mọi người mua ủng hộ này. Dạ. Yeah. Chú đó là hay qua đây ăn hả cô? Mới ăn à. Liên tục sôi dưới này mọi người, liên tục nó sôi.
này nó dẻo quá ha. Rất là dẻo. Wow. Kẹo nó đổ cho hộp nó mới chảy đường ra. À, nó dạ, lọc để chảy đường. Dạ, dạ, đúng rồi. Rất là tuyệt vời. Đây nha mọi người. Một món ăn tượng trưng là mất tích tuyệt chủng ở Sài Gòn thì bây giờ đã xuất hiện lại. Đây. Đây nha mọi người. Đây mình sẽ ăn thử xem như thế nào nào. Rất là ngon. Oh. Rất là dẻo. Đúng không? Oh. Rất là dẻo và thơm nha mọi người. Nó kết hợp giữa hạt mè, chuối và đường. Rất là hoàn hảo và ngon. Cảm ơn cô nhiều nha. Họ cô mà còn lưu giữ lại một cái món ăn rất là đặc biệt của Sài Gòn. Món ăn này xuất xứ từ Sài Gòn có hả? Hay là của người Trung Quốc ta? À, xuất xứ ở Tiền Giang. À, dạ. Món ăn này xuất xứ ở Tiền Giang nha mọi người. Ở quê các bạn thôi, chứ mà bốn đâu anh. Dạ. Ở dưới quê các bạn. À, ở quê làm nhiều đúng không ạ? Ờ. Làm cực lắm, biết hay là làm cực quá, dạ. Ở Sài Gòn bữa nay chắc là không còn ai bán nữa đúng không? Có, nó bán hình như là 5-7 ngàn cái. 5-7 ngàn một cái? Mà không ngon. Mà sao cô bán ra vậy? Tại mua chuối ghe rẻ. Wow, nha mọi người, cô bán chỉ có 10 ngàn một hộp thôi mà người ta bán thì 5-7 ngàn một cái đằng. Wow. Cô bán mới đắt. Wow, ngon quá. Mình vừa ăn mình vừa chấm với cái nước này nè mọi người. Với mới ngon. Chấm với cái này. Yeah. Mình vừa ăn mình vừa chấm với cái này rất là ngon. Rất là đặc biệt. Cảm ơn cô rất là nhiều. Chuối luộc rất là dẻo, thơm. Kết hợp giữa mùi thơm của mè, mùi thơm một chuối và vị ngọt của đường. Tất nhiên nó sẽ không ngọt quá bởi vì nó chỉ là một lớp bên ngoài thôi, còn bên trong có vẫn có những cái vị ngọt của chuối. Dạ đúng, không ngọt lắm. Dạ vừa ăn không. Mà chuối này thì nó rất là tốt cho sức khỏe nha mọi người. Còn Sài Gòn mùa này thì hơi nắng quá ha. Dạ. Dạ. Cô có bao nhiêu người con hả cô? Hai đứa trai. Hai đứa trai hả? Chắc không may giờ, nếu mà có con gái thì con có thể hướng dẫn cho con gái làm được cái đúng không? Chuyện ngày cho nó con. Dạ. Con trai thì chịu rồi. Con trai thì không thể làm món này. À, con trai cũng làm được nhưng mà chắc là còn ít lắm. Hiện tại thì bây giờ vẫn đang còn nóng mọi người. Và cái này phải tốt nhất là ăn nóng nha. Không nó để nguội thì quả chuối nó sẽ cứng lại. Và nó sẽ không ngon nữa. Nó không phải là không ngon, nhưng mà nó sẽ cái đồ ngon của nó sẽ giảm xuống. Bây giờ mình ăn nó vẫn đang còn nóng này mọi người ơi. Nhìn như cái xúc xích á, nhưng mà nó không phải là xúc xích. Rất ngon và đặc biệt. Vì phải giữ cái đồ nóng trong món chuối cho nên
người bán phải đảo lên tay, không được dừng, không được dừng lại. Món ngon đến mức cô chủ cũng ăn luôn. Người bán gì ăn? Người bán gắn đâu mà. Người bán gắn đâu mà. Dạ. Hay. Rất là ngon, đến mức cô chủ cũng ăn luôn mà. Rất là nhiều người mua.